Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình Support Hùng đây. Hôm nay thì bên Hùng vừa mới về 100 chiếc bò gối ba đai cao cấp. Đây là dụng cụ và thiết bị bảo vệ hỗ trợ cho lực đầu gối cũng như là bảo vệ đầu gối khỏi những chấn thương, hoặc là được dùng khi mà các bạn bị chấn thương đầu gối, ví dụ như các vấn đề về dây chằng gối hay bất cứ một chấn thương nào ở vị trí đầu gối thì chúng ta đều có thể dùng được. Bó gối này thì nó có tác dụng bảo vệ, tức là chúng ta chưa bị chấn thương, chúng ta đeo vào cho nó chắc chắn chân để bảo vệ chân, tránh những trường hợp ví dụ như hôm nào chúng ta mệt mỏi, chân tay nó sẽ rất là rời rạc và khi đó rất là dễ bị chấn thương. Hoặc là mùa đông này rất là lạnh, nếu mà mọi người khởi động không cẩn thận và các khớp nó chưa nóng lên và di chuyển cũng rất là dễ bị chấn thương, thì cái bảo vệ gối này sẽ bảo vệ chúng ta an toàn. Với các bạn nào lực chân yếu khi di chuyển bước dài mà trụ không chắc, ví dụ các bạn với cầu mà khi đánh vớt cầu lên mà không trở về, chân không đẩy về được, chứng tỏ chân mọi người yếu, thì mọi người đeo cái bó gối này cũng sẽ giúp cho mọi người trợ lực, giúp mọi người đẩy chân về một cách dễ dàng hơn và cũng như là hạn chế những cái lực nó tác động vào đùi của đầu gối dẫn đến bị chấn thương. Sau đây thì Hùng xin phép là giới thiệu chi tiết về sản phẩm cũng như cách sử dụng cho mọi người. Hello mọi người, và sau đây thì Hùng sẽ xin phép giới thiệu mọi người chi tiết về sản phẩm bó gối Outline cao cấp chính hãng ba đai. Và đây là túi của sản phẩm, Hùng sẽ bóc ra. Ok, đây là mặt phía ngoài của sản phẩm. Đây là mặt phía trong, đây chính là mặt phía trong và đây là mặt ốp vào phía trong chân của chúng ta. Còn đây là mặt phía ngoài, nó màu đen. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng đi với kết cấu của chiếc bó gối này. Trước tiên là chiếc bó gối này nó có 3 cái đai. Một đai ở giữa, một đai ở trên và một đai ở dưới. Thì nó giúp cho chúng ta bó rất là chắc chắn cho chân và sẽ không bị trượt, sẽ hạn chế tối đa cái việc nó bị trượt, nó rất là chắc chắn. Đai giữa thì mục đích chính là cố định trước, có nghĩa là khi chúng ta cuốn, chúng ta sẽ cuốn đai giữa trước và sau đó chúng ta sẽ cuốn hai đai chính này. Và mỗi chiếc đai chính này thì nó được sử dụng hai chiếc băng dính, một chiếc ở đây và một chiếc băng dính dán trên này, nó sẽ rất là chắc chắn. Đây, một băng dính đây, một băng dính đây. Đó. Tiếp theo nữa là bó gối này nó có tới 4 chiếc lò xo. Đây, nó may hai chiếc. Khi chúng ta bó vào gối có nghĩa là mỗi bên thì nó sẽ có hai chiếc lò xo như này. Đây là những chiếc lò xo nha mọi người, thì nó sẽ giúp chúng ta trợ lực đấy. Đấy, nó lò xo rất là chắc chắn. Tổng có 4 chiếc lò xo cho chiếc bó gối này. Đấy. Và ở giữa này thì nó có một miếng silicon được may ở phía trong. Nó rất là êm. Nó sẽ bò sát vào cái bánh chè của chúng ta, giúp cố định đầu gối, cũng như là giúp bảo vệ đầu gối chúng ta khi mà chúng ta, ví dụ như chúng ta di chuyển và đầu gối chúng ta bị chống xuống đất, thì cái bó gối này nó giống như một lớp đệm. Lớp đệm thì giúp chúng ta không bị đau chân. Có nhiều trường hợp Hùng dướn cầu mà nhiều khi phải khuỵu cả chân xuống đất mọi người ạ. Đấy, thì việc có cái này hoặc là khi mà bay người cứu cầu ấy, bất cứ một cái hành động nào mà chống đầu gối xuống đất thì chúng ta sẽ đều được bảo vệ. Tiếp theo nữa, để giúp cho đôi chiếc bó gối này nó chống trượt tốt hơn, thì người ta có thiết kế, mọi người có thể nhìn thấy bóng bóng ở đây. Đó chính là hai đường silicone ở bên trên và hai đường silicone ở bên dưới, giúp cho chúng ta chống trượt, giúp chúng ta chống trượt tối đa cho chiếc bó gối này. Không những nó ba đai nó đã giúp chống trượt và giữ cố định rất tốt rồi, thêm vào đó nó lại có thêm cả hai đường silicone trên và hai đường silicone dưới nữa. Và trong các sản phẩm bó gối bên Hùng thì đây vẫn là sản phẩm bán chạy nhất. Mỗi tháng bên Hùng tiêu thụ đâu đó ít nhất là trên 60 sản phẩm. Nhưng trung bình mỗi ngày bán, đấy là mình Hùng nói con số khiêm tốn thôi nha. Ít nhất là mỗi tháng tiêu thụ trên 60 sản phẩm nếu Hùng không đăng gì nhiều. Còn nếu mà cái video này ra mắt thì chắc chắn là mỗi ngày đâu đó khoảng 5-7 sản phẩm. Bó gối này được được khách hàng rất tin tưởng sử dụng và mua lại. Đấy, cứ khoảng cái này bên Hùng bán phải tầm 2 năm nay rồi. Nhưng anh em nào cần tìm cho mình một chiếc bó gối thì liên hệ Hùng ngay.
Cái này thì có rất nhiều khách hàng đã mua lại và mua cho bạn bè của họ nữa. Đây, đây một chiếc bò gối cao cấp khá là xịn sò như này. Bình thường mọi người mua ở trên thị trường có thể giá lên đến hơn 200.000, thậm chí là đến 300.000. Nhưng bên Hùng chỉ bán có 150.000 trên một sản phẩm thôi ạ. Phí ship cho mỗi đơn hàng là chỉ 30.000 trên một đơn hàng nữa nha mọi người. 150.000 trên một sản phẩm này thôi ạ. 4 cái lò xo, miếng đệm silicone, đường chống trơn trên dưới và có 3 miếng dán, trong đó có mỗi đai này có 2 miếng dán này. Đấy, một sản phẩm rất tuyệt vời. Còn phía ngoài khi mà chúng ta bó vào thì nó màu đen như này thôi, thì nó sẽ không bị bẩn. Màu đen nó giúp chúng ta không bị bẩn. Và cái việc mà chúng ta khi mà chúng ta dán lên cái chất liệu này ấy, nó cũng sẽ không bị kiểu bong như những cái chất liệu kiểu vải, cái chất liệu đen này này. Đấy, khi chúng ta dán thì nó sẽ không bị bong, không bị kiểu kéo sờn hết cả lên đấy. Có những chất liệu nha, chỉ cần dán một thời gian nó sẽ bị sờn hết cả lên, nhưng mà cái việc chúng ta dán vào đây đấy thì nó không bị sờn, gần như là không bị sờn luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy đấy. Đấy, nếu anh em nào mà đang bị chấn thương, mới bị nhiều, rất nhiều khách hàng chơi bóng đá, không chỉ đơn giản là cầu lông, bóng đá, bóng chuyền thì đều mua sản phẩm này của bên Hùng. Và nếu anh em nào mà chân yếu hoặc là đang bị chấn thương, hoặc là những anh em nào mà đang bị ví dụ như là mới mổ dây chằng, hay là mới mổ dây chằng hay là các cái vấn đề chấn thương mới đi bệnh viện về, thì có thể đeo cái này để trợ lực cho chân rất là tốt. Rất nhiều khách hàng họ hỏi là anh mới đi mổ dây chằng về, anh mới bị chấn thương đầu gối đi khám bị giãn dây chằng này, có loại bò gối nào phù hợp thì bên Hùng luôn giới thiệu cho loại này. Bên Hùng thì ngoài loại này, bên Hùng còn có loại bò gối đơn và cả bò gối sỏ nữa. Nhưng thực tế về cá nhân Hùng đánh giá thì sản phẩm này là sản phẩm Hùng cảm thấy ok nhất, bán chạy nhất, cũng như là được nhiều anh em gọi là ưa nhất. Khi mà họ nhận được hàng thì họ ưng ý. Đấy, mức giá chỉ 150.000 để sở hữu một sản phẩm như này thì Hùng thì nó rất là hợp lý, chứ chưa nói là rẻ. Đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì Hùng sẽ dành khoảng 1-2 phút để hướng dẫn mọi người cách sử dụng nó nhé. Rất là đơn giản thôi ạ. Rồi bây giờ thì Hùng xin phép hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái bò gối này. Trước tiên là mọi người hãy ốp nó vào chân, ốp nó vào đầu gối. Các mọi người nhớ là duỗi thẳng đầu gối nhá. Duỗi thẳng đầu gối ra, xong chúng ta ốp cái bánh chè này, cái miếng silicone này vào bánh chè đầu gối. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ lấy tay luồn về phía sau, chúng ta lấy cái đai ở giữa chúng ta cuốn trước. Chúng ta không đai giữa thì chúng ta không cần cuốn quá chặt để nó cố định lại. À, cái đai giữa này nó cũng có hai cái băng dính luôn nha mọi người. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng Hùng sẽ cuốn cái đai ở bên dưới trước. Mọi người nhớ cuốn và mọi người sờ cái điểm này đằng sau này nha, nếu nó bị cộm cộm lên thì chứng tỏ mọi người cuốn nó hơi bị hướng lên phía trên, thì mọi người kéo sao cho nó thuận nhất là được. Đấy, thì cái băng dính đầu tiên nó sẽ dán vào đây. Tiếp theo cái băng dính thứ hai. Rất là chắc chắn. Đấy, và tiếp theo cái trên cũng thế. Mình sờ đằng này để cuốn theo đúng chiều thuận của nó, bởi vì nếu mà mọi người cuốn nó hơi bị lệch xuống phía dưới này. Hơi bị lệch xuống phía dưới này thì đằng sau này nó sẽ hơi cộm cộm. Đấy, cho mọi người cuốn theo đúng chiều của nó thôi. Đấy, cái băng dính thứ nhất dán vào đây. Cái băng dính thứ hai dán vào đây. Đấy, thì giúp cho đầu gối chúng ta rất là chắc chắn, bảo vệ đầu gối chúng ta khá là an toàn và chắc chắn. Cái này thì nó free size nha mọi người, có nghĩa là nam nữ đều dùng được, người chân to người chân bé đều dùng được, tất cả do chúng ta cuốn thôi. Nếu chân chúng ta bé thì chúng ta sẽ cuốn nó chặt lại hơn thôi, bởi vì cái này là miếng dán mà. Đấy, cái loại này rất thuận tiện, so với loại sỏ thì thuận tiện hơn rất nhiều. Cái loại sỏ thì nó còn size này size kia, còn với loại này thì chân mình bằng nào thì mình quấn đến đấy, rất là tiện lợi. Đấy, nếu mọi người đang có nhu cầu về sản phẩm thì có thể liên hệ Hùng ngay. Sản phẩm chất lượng, cam kết sản phẩm chất lượng, chính hãng Outline, một thương hiệu rất nổi tiếng của Trung Quốc. Thương hiệu Outline trong tập gym, chuyên sản xuất các thiết bị bảo vệ cũng như là các thiết bị hỗ trợ cho tập gym và các thiết bị cho thi đấu thể thao. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.